Trời ơi, mấy anh mấy chị phải chia sẻ cho mình thứ thứ 11 á. Ủa cái này là tự làm hả chị? Chị Thu làm luôn hả? Trời sao bán xuất sắc vậy? Xuất sắc luôn, khoai mì. Bánh khoai mì. Bánh khoai mì chứ ơi. Không quay quay thấy mặt dễ đầu tiên tâm cho em một cái dĩa đi. Anh ơi anh ăn bánh khoai mì không? Tôi sao có dám đi đâu đâu. Nhà xuống luôn hả? Rồi. Bà đang ở nhà nhưng rất là vui. Tội sấy. Tội sấy hả? Để nghỉ rồi giờ ba nhặt liệu nè để lâu nó hư. Là mình phải lấy mình làm nữa. Làm bảo quản. Nấu cá, có biết làm. Nấu nhiều. Mẹ có mở cửa không? Dạ không, nghỉ luôn. Hai vậy dọn quà ở đắng hả? Mình làm luôn. Dạ sáng tới chiều về. Sáng sáng chạy lại ha. Dạ. Wow. Hai gõ như cờ hó. Trời, cái này đâu vậy? Thấy ra trời ơi. Hết thời gian ra ngoài chơi không phải không? Trời là không ăn được luôn phải không? Y chang còn gì nữa, mua y chang nhau à? Đây là nước cuối đường mà mình lên sâu rồi đó. Góc ngang sâu và góc sâu. Dụng cho nào có đổi nào đó rồi cái dắt cả cái thao nước khá lạnh. Mình vớt tóc ra cái thao rất là lạnh nè. Mình ngâm khoảng 15 phút cho tóc nó giòn ha. Sau khoảng 15 phút đó mình vớt ra gỗ mình ở trên gáo. Gáo nước xong mình bỏ cà phê. Cà phê bắt đầu mình đổ cái nước mà mình nấu lúc nãy vô. Mình ngâm tầm khoảng 2 đến 3 ngày là mình ăn được rồi đó. Mẹ có kìa mẹ. Con cá biết bự luôn. Rồi bỏ rồi nhả rồi.